tên là Sinh. Em thì chuyên giao lưu đồng hồ Nhật nha anh chị em. Hôm nay thì em có dạy con đồng hồ này rất là sang của Seiko nha. Thì kích thước con này là ngang là 26, cao là 48 ha. Con này nhìn rất là sang, cái màu nâu, gỗ nâu rất là đẹp nha. Đó. Đây. Hình thức là còn đẹp và vuông, không có bể nở gì ha. Thân gỗ. Con này nhìn phải nói là rất là sang luôn. Cái màu gỗ nâu nhìn rất là đẹp nha anh chị em. Đó, kích thước ngang 26, cao 48. Đó. Đó. Đây. Đó. Đây nó có cái đường gợn sóng ở trên dưới nhìn rất là, ở trên nhìn rất là đẹp nha. Đó, con này nhìn rất là sang. Đây nó có những cái đường chỉ đó, đường chỉ chịu chán, cái mạ gơm chịu chán gương rất là đẹp nha. Đây nè, phía bên trong nó có cái lớp đây, cái miếng gỗ đó, có những cái đường vân nhìn rất là lạ mắt, cái màu nâu nhìn rất là sang nha. Đây không, thì hình thức con này là nó có điểm giờ nha anh chị em. Đây là bên hông nó có cái nút tắt mở cái đầu chuông nha. Đây đó, thì mặt đồng hồ nó là cái màu trắng có cái viền vàng này nè. Đó. Đó, cái mặt đồng hồ nhìn cũng rất là tinh tế. Nó thì con này rất là còn đẹp nha anh chị em. Nó chỉ có xước nhẹ đây chút xíu thôi nè. Đây nè, đây nhìn gần mới thấy thôi nha. Nhìn xa là tổng thể là nhìn rồi rất là đẹp. Đó. Chuông là kiểu chuông là Westminster luôn nè, thấy không? Thì con này là có viên hai, đặc biệt là con quay con lắc nó có hai viên pha lê anh chị em thấy không, hai viên pha lê luôn nha anh chị em, rất là to, hình giọt nước, thấy không? Có thể gọi là hình kiểu như cái tạ lê đó, mà nhà thu nhỏ ấy. Còn hình giọt nước là nhìn rất là to, đây hai viên pha lê nha anh chị em, viên đá pha lê đá luôn nha, nhìn rất là giá trị. Đây nè, cái viên pha lê màu trắng nhưng mà nó chiếu cái nhiều cái màu sắc khác nhau, nhìn rất là đẹp nha. Nhìn rất là sang, nhìn cái đồng hồ nhìn rất là sang. Đây. Nhìn quay từ xa nhìn xem. Cái đồng hồ treo lên tường nhìn rất là sang nhìn xem. Thì tiếp theo thì em xin gỡ gỡ tháo đem xuống đi. Em test cái chế độ chuông ở trên em nghe thử. Đây. Đây xin người phía sau đó cho em xem đó, đây là phía sau nữa ha. Đó, phía sau nó có bị xước nhẹ những cái đường tiền này nè, cái này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều nha anh em, do yếu tố thời gian để sử dụng thôi. Đây mình xin mở cái nắp nó ra đó, thì con này là sử dụng là một pin chung nha anh em. Đây đó, thì con quay nữa đó. Đó, thì xin test cái chuông nó cho nghe thử nè. Âm thanh con này là kiểu như âm thanh có cái độ độ vang nha anh chị em. Chơi bài badminton có độ vang nha, cái này do con lắc nó, lúc mà để xuống thì nó nghiêng, nó không có lắc nha anh chị em, lúc treo thì nó lắc thôi, bình thường không có ảnh hưởng gì hết. Này xin test một lần nữa hay rồi anh treo lên luôn. Phía sau nó hơi khó. Nên test cái giờ hiện tại luôn đi, tới 10 giờ luôn đi. Rồi anh sẽ treo lên luôn. Cái màu anh chị em thấy cái màu nhìn nó gần rất là đẹp nha. Cái bên trong nó có cái nền, nó có những cái đường vân đốm đốm nhìn rất là sang nha. Nó khác biệt với cái màu nâu bên ngoài của gỗ. Em dịp lên tới đây. Âm thanh nó có cái độ vang nha anh chị em. Kiểu như âm thanh trung thực vậy đó. Có cái độ vang.
thay cái nắp. Anh chị em thấy cái viên pha lê nó rất là to, hai viên pha lê bằng đá luôn nha anh chị em, chứ không phải là bằng nhựa nha. Xin đính chính là anh chị em là bằng đá luôn, pha lê đá luôn, chứ không phải bằng nhựa giả pha lê đâu. Đó. Thì con này là dòng cũng thuộc dòng cao cấp nè, dòng giá trị nha anh chị em. Đây thì xin chào lần nha. Đây. Đó. Thì em xin giới thiệu lại kích thước, nó là ngang là 26, cao là 48 nha. Còn là thân gỗ hết, dựa gỗ. À, bên đây nó có cái nút tắt luôn. Thì máy này phía sau nó cũng có cái chế độ là điểm giờ theo giờ AM rồi PM nha, tức là sáng và tối luôn. Có nút tắt hẳn luôn nha. Đó. Đây. Cái màu nâu nhìn rất là sang nha. Đây viên pha lê anh chị em thấy không? Chiếu gần lại cho anh em xem cái pha lê nữa nè. Này do mới treo lên nó lắc hơi nhanh thôi nha anh chị em. Như lúc nãy là đầu tiên là nó lắc chuẩn đó. Thấy không? Thì đây thì xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ treo tường của Seiko đấy anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em.